Một triệu năm trước, hành tinh của chúng ta là nơi đầy hoang dã và khắc nghiệt, được hình thành bởi những đợt biến động khí hậu và băng hà khổng lồ trong thời kỳ Pleistocene. Khí hậu khi ấy là một sự dao động không ngừng giữa những kỳ băng hà lạnh lẽo và những khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi. Những chu kỳ này đã có sức ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và cảnh quan của trái đất. Trong những kỳ băng hà, băng tuyết trải dài và bao phủ gần như toàn bộ Bắc Bán Cầu, thậm chí lan rộng đến các vùng xích đạo ở một số giai đoạn cao điểm. Băng hà không chỉ làm thay đổi khí hậu mà còn định hình lại mặt đất, tạo nên những địa hình độc đáo, các thung lũng sắc nét, các ngọn núi hình khối lồi lõm do băng bào mòn, những hồ nước mênh mông hình thành từ việc băng tan. Cùng với đó, sông băng và các dải băng lớn đã tàn phá, dịch chuyển và thay đổi mặt đất, để lại dấu ấn sâu đậm cho đến hàng ngàn năm sau, những dãy núi đá nhô lên và những cánh đồng phù sa, hồ nước lớn là kết quả của sự bào mòn, trầm tích và băng tan. Trong thế giới này, thảm thực vật cũng trải qua những biến đổi mạnh mẽ. Ở vùng nhiệt đới, nơi các khu vực gần xích đạo vẫn còn ấm áp, các khu rừng nhiệt đới dày đặc và nguyên sinh như châu Phi và Đông Nam Á vẫn là môi trường xanh mát, rậm rạp với sự phong phú về loài. Những cánh rừng nhiệt đới có hệ thống cây cổ thụ dày đặc, xen lẫn các loại cây dây leo và cây bụi. Một số có kích thước và hình dạng kỳ lạ thích nghi với môi trường ẩm ướt. Những cây cao chọc trời này tỏa bóng mát, giữ độ ẩm cho vùng rừng, tạo nên môi trường lý tưởng cho các loài động vật cư trú và sinh sống. Nhiều loài cây thích nghi với khả năng sinh trưởng nhanh để cạnh tranh ánh sáng, lá lớn và xanh tươi để hấp thu nhiều năng lượng mặt trời trong môi trường ít ánh sáng tầng dưới. Trong khi đó, vùng ôn đới có đặc trưng là rừng cây lá kim, rừng hỗn hợp xen lẫn những cây thông, linh sam, bách với lá kim nhỏ và dày để giảm sự mất nước, đồng thời giúp cây có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và tuyết rơi dày đặc. Rừng ôn đới không có sự dày đặc như rừng nhiệt đới, nhưng vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ, lạnh lùng. Trong các thời kỳ băng hà, những khu rừng này dần bị thu hẹp khi băng và tuyết xâm lấn từ phía Bắc, đẩy lùi thực vật và động vật về các khu vực ấm áp hơn. Cây cối ở đây có sức chống chịu tuyệt vời, lá và thân cây thích nghi với điều kiện khô lạnh và thiếu dinh dưỡng. Các loài cây bụi, cỏ thấp mọc nhiều hơn trên các thảo nguyên rộng lớn. Những khu vực rừng thông này không chỉ là nơi sinh sống của động vật, mà còn là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu, là nguồn thức ăn và nơi trú ngụ của nhiều loài chim, động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Cũng trong thời kỳ này, vùng đồng cỏ, thảo nguyên và sa mạc đã mở rộng nhanh chóng, nhất là khi những cánh rừng bị thu hẹp do biến đổi khí hậu. Đồng cỏ rộng lớn của châu Phi, Bắc Mỹ và châu Á trải dài đến tận chân trời là sân chơi cho những loài động vật có vú lớn và bầy thú di cư, sống thành đàn đông đúc để kiếm ăn và tránh các mối nguy hiểm từ thiên nhiên hoang dã. Những đồng cỏ này trải rộng, mở ra không gian cho các loài động vật ăn cỏ như voi ma mút, ngựa hoang, linh dương, bò rừng cùng nhau tạo nên những đoàn di cư vĩ đại. Thảm thực vật trên đồng cỏ chủ yếu là các loại cỏ dại và cây bụi thấp. Chúng mọc nhanh và dễ dàng tái sinh sau khi bị động vật gặm nhấm, trở thành nguồn thức ăn chính cho động vật. Những cánh đồng cỏ này cũng tạo nên hệ sinh thái đặc biệt với chuỗi thức ăn đa dạng từ cỏ đến động vật gặm nhấm và các loài thú ăn thịt lớn như hổ, sư tử, chó sói. Băng hà đóng vai trò rất lớn trong việc định hình cảnh quan và hệ sinh thái của kỳ Pleistocene. Những dải băng dày đặc và cứng như thép băng qua các vùng đất rộng lớn, nghiền nát và bào mòn đá, đất đai trên đường đi của nó, hình thành những vùng trũng lớn và sông băng vĩnh cửu. Trong những chu kỳ tan băng ngắn, nước từ các sông băng chảy ra ồ ạt, hình thành các dòng sông lớn, tạo nên các hồ băng và những vùng đồng bằng rộng lớn. Khi băng hà dần rút về các hồ nước lớn như hồ lớn ở Bắc Mỹ, những dòng sông phù sa ở nhiều khu vực được hình thành, bồi đắp đất đai màu mỡ và hình thành các cánh đồng phì nhiêu. Mực nước biển cũng thay đổi không ngừng theo chu kỳ tan băng. Một số vùng đất thấp bị ngập lụt, tạo thành các vịnh, eo biển hoặc đầm lầy, trong khi các vùng ven biển khác dần nổi lên, mở rộng diện tích đất liền. Chính những biến động này đã tạo nên môi trường sống cho nhiều loài sinh vật, từ các vùng đồng cỏ đến đầm lầy, các hồ nước và suối nguồn. Về phần động vật, thời kỳ Pleistocene được gọi là kỷ nguyên của các loài thú lớn,
bởi đây là lúc các loài động vật lớn hoặc có cơ thể khổng lồ phát triển mạnh mẽ. Trong thời kỳ này, trái đất là nơi sinh sống của các loài voi ma mút lông dài với thân hình đồ sộ và bộ lông dày bao phủ, đặc biệt thích nghi với môi trường băng giá. Các loài voi ma mút này là biểu tượng của thế giới hoang dã thời kỳ Pleistocene. Chúng sống theo đàn và di chuyển theo mùa, kiếm ăn trên các đồng cỏ và thảo nguyên mênh mông. Hổ răng kiếm cũng là loài thú săn mồi nổi bật với cặp răng nanh dài sắc nhọn, giúp chúng dễ dàng hạ gục con mồi lớn như ngựa, linh dương và thậm chí là voi ma mút con. Hổ răng kiếm là kẻ săn mồi kiên nhẫn. Chúng dùng kỹ năng săn mồi và sức mạnh để vượt qua những ngày đói khát trong thời kỳ khắc nghiệt. Lưới đất khổng lồ, cao gần như một tòa nhà nhỏ, sống chậm rãi và cẩn trọng, với móng vuốt lớn để đào bới tìm kiếm thức ăn và phòng thủ trước những kẻ săn mồi. Các loài động vật lớn thời kỳ này có xu hướng phát triển kích thước lớn để tăng cường sức mạnh và cơ hội sống sót, đặc biệt là trong môi trường lạnh giá và cạnh tranh khốc liệt. Ngoài các loài động vật lớn, những loài động vật nhỏ hơn như sóc, chuột và chim cũng góp phần không nhỏ vào hệ sinh thái. Những loài này thường đóng vai trò là nguồn thức ăn cho các loài thú săn mồi lớn và là mắt xích trong chuỗi thức ăn. Các loài gặm nhấm như chuột, sóc, hải ly phát triển mạnh mẽ, sinh sôi nhanh và thích nghi tốt với môi trường thay đổi liên tục. Chúng sinh sống trong các hốc cây, dưới lòng đất hay trên các tán cây cao, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phân tán hạt giống và thụ phấn cho cây cối. Nhiều loài chim cũng phát triển mạnh trong các hệ sinh thái khác nhau, từ loài chim săn mồi như đại bàng, chim cắt đến các loài chim sống theo đàn ở vùng đồng cỏ hay đầm lầy. Chim di cư cũng hình thành những đàn khổng lồ, vượt hàng ngàn cây số theo mùa để tránh rét và tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Loài người thời kỳ này vẫn còn rất sơ khai và chưa có nhiều ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Các dấu vết của loài Homo erectus cho thấy họ đã biết cách chế tạo công cụ đá, sử dụng lửa và bắt đầu xây dựng những cộng đồng săn bắn, hái lượm nhỏ. Thời tiết khắc nghiệt khiến con người phải di cư liên tục thích nghi và tìm kiếm nguồn thức ăn. Họ săn bắt các loài động vật lớn như voi ma mút, bò rừng và sử dụng kỹ năng điêu luyện để sinh tồn. Những công cụ đá đơn giản giúp con người mổ xác thú, chế biến và lưu trữ thức ăn cho các tháng khô hạn. Trí thông minh và sự kiên trì của loài người bắt đầu mở ra những khả năng sống sót mới, giúp họ tồn tại qua những giai đoạn băng hà khắc nghiệt. Thiên nhiên 1 triệu năm trước không chỉ là bức tranh sống động của sự hoang dã, mà còn là sự hòa hợp giữa động vật, thực vật và những yếu tố địa chất vĩ đại. Một thế giới đầy sức sống và cạnh tranh, nơi mà sự thay đổi và thích nghi trở thành quy luật. Thế giới tự nhiên và loài người khi ấy đan xen, phát triển, song hành trong một môi trường khắc nghiệt, nơi những sinh vật dũng cảm nhất tồn tại và tiến hóa để đặt nền móng cho hệ sinh thái hiện đại. Cách đây 1 triệu năm, trái đất là một bức tranh hoang dã và hùng vĩ, nơi thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp kỳ vĩ, mạnh mẽ và đầy thách thức. Sự luân phiên của các chu kỳ băng hà tạo nên một hành tinh đầy bí ẩn và đối lập, khi băng tuyết phủ kín các lục địa phía Bắc, trong khi các khu rừng nhiệt đới xanh tươi và đồng cỏ bất tận trải dài dưới các vùng đất ấm hơn. Khung cảnh thiên nhiên thời kỳ Pleistocene không chỉ là nơi tồn tại mà còn là sân khấu cho sự thích nghi và tiến hóa của vô số sinh vật. Động vật lớn, từ voi ma mút đến hổ răng kiếm, hòa cùng các loài chim và động vật gặm nhấm nhỏ, tất cả đã cùng nhau tạo nên một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, phức tạp và cân bằng trong môi trường khắc nghiệt. Sự sống tại thời kỳ này không chỉ thể hiện qua vẻ đẹp bên ngoài, mà còn qua sự bền bỉ, khả năng thích nghi và tinh thần sinh tồn mãnh liệt của các loài sinh vật. Trái đất 1 triệu năm trước mang đến vẻ đẹp trọn vẹn của tự nhiên, không chỉ ở khía cạnh cảnh quan mà còn ở cách mà các hệ sinh thái duy trì, tái sinh và phát triển. Thiên nhiên thời kỳ ấy còn chứa đựng tiềm năng tiến hóa mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự phát triển của loài người. Từ những Homo erectus sơ khai bắt đầu học cách sinh tồn, cho đến khả năng tư duy và sáng tạo dần hình thành. Đó là một thời kỳ vừa đáng kính nể, vừa chứa đựng sức sống mãnh liệt, một giai đoạn trong hành trình tiến hóa lâu dài của hành tinh, nơi vẻ đẹp và sự hoang sơ của trái đất hòa quyện với khả năng sống còn và tiến hóa của tất cả các loài.